Thế lực đứng sau tên bóc phốt nghệ sĩ Việt, đặt tên phần tết bóc phốt nghệ sĩ Việt ngang nhàn trên mạng xã hội. Những tin đồn được tung ra thiếu kiểm chứng xâm phạm đời tư, ảnh hưởng sự nghiệp của không ít người nổi tiếng. Sự việc Nidu về đơn khiếu nại lên Sở Thông tin và Truyền thông TT và TT thành phố Hồ Chí Minh để tố. Tên TikTok chưa biết không buồn và phần tết giết đi mặt nạ vào các tweet bài đăng xâm phạm đời tư của cô gây chú ý thời gian qua. Hiện phía Sở Thông tin và Truyền thông vẫn đang trong quá trình xử lý. Miru là một trong số các nghệ sĩ hiếm hoi có động thái cứng rắn đối với những tên phản vết truyền bóc phốt nghệ sĩ. Lâu nay, không ít người nổi tiếng trở thành đối tượng nhắm đến của chưa biết không một, Disney mặt nạ và nhiều hội nhóm anti khác trên mạng xã hội. Sau nghệ sĩ Việt Hường chọn cách kinh làm thì bị tung tin đồn. Ai lính sau chưa biết, Miru là đối tượng được chưa biết không một thù ái với trên 8 tweet, 2 tweet và tiêu đề, quá khứ của Miru và sự thật đến Miru đều thu hút trên 3 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, cùng lực tương tác lớn. Trong các tweet, tên này đăng tải hình ảnh nữ diễn viên kèm theo các thông tin tiêu cực trước kiểm chứng về chuyện tình cảm về thứ của cô trong quá khứ. Không chỉ vậy, tên này còn đưa ra kết luận Miru kẻ đội lốt thần tiên gì thì khiến người trong cuộc lẫn mùa cổ phận khán giả bức xúc. Khi bị Miru để đơn khiếu nại lên Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, chủ tin còn có động thái thách thức bằng cách đăng tải thư mời làm việc của sở. Trong khi Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp nhận xử lý, kiểu Miru giữ động thái im lặng. Chưa biết không một tiếp tục post lần nhất với tiêu đề chưa biết xin lỗi Miru. Tuy nhiên, trong tweet, tên này chia sẻ, không có vụ đó đâu, chiến dịch mờ. Đây toàn thằng nghề anh em. Sau khi khởi kiện chưa biết tại Việt Nam thất bại, MD tiếp tục nộp đơn kiện tại Tòa án Quốc tế về bản quyền thiên nhiên kỹ thuật số, quyết tâm hạ chưa biết đến cùng. Ngoài Miru, hàng loạt nghệ sĩ Việt là nạn nhân của chưa biết không một. Từ các ngôi sao như Trưởng Giang, Trần Hành, Ninh Dương Lan Ngọc đến những người nổi tiếng hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật hiện tại đều bị tên này tấn công. Đang nói, trong toàn bộ clip bóc phốt, chủ kênh đưa các hình ảnh và gọi đích danh tên của nghệ sĩ không còn ẩn danh, viết tắt tên nhân vật để tránh rủi ro như những fan tết, bước ăn khí trước đây. Các clip với những tiêu đề khá rất dần như góc bút của sự thật gì, kẻ đứng sau. Theo tìm hiểu, chưa biết không một hay viết như mặt nạ chung chủ quản. Từ sau tên, fan tết này được cho là một công ty ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh chưa biết không một được lập ra vào tháng 3 năm 2023. Với những viết ban đầu chỉ là tổng hợp, đặt ghép đơn giản, lấy lại những thông tin cũ. Về sau, chủ kênh này mới bắt đầu đào bới, bóc phốt đời tư nghệ sĩ vô tội tại. Chỉ trong hơn một năm, tên này tung ra hàng trăm tweet, thu hút lượng người theo dõi lớn cùng mức độ tương tác khủng. Đến nay, chưa biết hôm một đã tán nút hơn 1 triệu lượt follow chỉ trong thời gian không lâu. Ngoài kênh, fan tết đề cập ở trên, hiện tại, những bước anti, lo sống nghệ sĩ đầy giấy các nền tảng mạng xã hội. Những người nổi tiếng nào được quan tâm, về tranh cãi hay đang xảy ra ồn ào ngay lập tức trở thành mục tiêu để dân mạng lập nhóm anti của nhóm ném đá. Phần lớn cách thức hoạt động của các fan bóc phốt nghệ sĩ đều từ thị nhau. Sau khi thu hút được lượng người theo dõi, tương tác lớn nhờ những bài đăng công kích, bôi nhọ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, admin các fan này bắt đầu cung cấp các dịch vụ tiền ký, quảng cáo hay bán hàng online và thu lợi lớn. Nói không qua, những tên fan tết sống ký sinh vào đời tư của người nổi tiếng. Việc kiếm tiền dễ dàng khi đánh vào tâm lý phòng hò của công chúng xoay quanh góc khuất, nghệ sĩ cùng sự phát triển của mạng xã hội là nguyên nhân khiến cho hội, nhóm, tên bóc phốt mọc lên như nấm sau mưa. Cái giá của việc đăng video bóc phốt, đến nay, các nền tảng như Facebook, TikTok vẫn chưa thể kiểm soát, kiểm duyệt những loại nội dung nói trên. Trong khi đó, các thế lực đứng sau hiện danh, phản tết như chưa biết không một, dít như mặt nạ ngày càng nhiều chiêu trò. Ở các nền giải trí như Hàn Quốc, Trung Quốc, nghệ sĩ cũng đau đầu trước vấn nạn bị YouTuber, doctor phanh phui đời tư, ưng tin đồn của căn cứ. Không ít diễn viên, ca sĩ có động thái mạnh, thể hiện lập trường, không khoan nhượng với những vẻ núp bóng sau bàn phím. Giới nghệ sĩ Trung Quốc thậm chí tiến hành hàng chục nghìn vụ kiện mỗi năm để bảo vệ danh dự. Song ở Việt Nam, trên thực tế, việc một nghệ sĩ kiện các tên, bàn tết bóc phốt ra tòa án hiếm khi hoặc chưa từng xảy ra. Trao đổi với tri thức News, luật sư Chu Quỳnh Bảo Ngọc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc tắt tên phản tích nói trên đăng các thông tin chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Đặc biệt, nếu đối tượng được nhắm đến là người nổi tiếng như Miru hoặc các nghệ sĩ khác thì mức độ ảnh hưởng rất lớn, có thể gây hoang mang cho công chúng. Ngoài việc gửi đơn khiếu nại lên Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, nếu đủ chứng cứ chứng minh chủ tài khoản chưa biết và Disney mặt nạ đã đăng các thông tin sai sự thật, xuyên tạp, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình, diễn viên Miru có quyền yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các chủ tài khoản này, tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm. Cụ thể, đối với hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cá nhân mà chưa đến mức định truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 3, điều 4 nghị định 15/2020/NĐ-NCT và khoản 1,
khoản 3 điều 101 nghị định 15 gạch chéo 2020 gạch chéo ND gạch ngang CT được sửa đổi bởi nghị định 14 gạch chéo 2022 gạch chéo ND gạch ngang CT ngày 27 tháng 1 năm 2022, mức phạt tiền đến 20 triệu đồng. Đồng thời, chủ thể vi phạm bị buộc phải buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc bị nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật. Ngoài ra, các tài khoản vi phạm còn có thể bị ngăn chặn. Hoạt động theo điều 5 của thông tin số 38 gạch chéo 2016 gạch chéo CT gạch ngang BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Nếu các thông tin được chia sẻ được cơ quan chức năng xác định là xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của cá nhân, người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác. Tại điều 155 của Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bởi Bộ luật hình sự 2017, phạm tội vu khống. Tại điều 156 của Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bởi Bộ luật hình sự 2017. Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, tập hành nghề hoặc là công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Vấn nạn nhiều tài khoản TikTok, Facebook hiện nay lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng những thông tin chưa được kiểm chứng nhằm xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Đặc biệt là các nghệ sĩ, những người có sức ảnh hưởng đến công chúng đang đầy nhức nhối. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt đối với các hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Tuy nhiên, nhiều tài khoản khác trên mạng xã hội vẫn tiếp tục các hành vi vi phạm. Theo luật sư, mức trách nhiệm theo quy định hiện nay có thể chưa đủ răn đe đối với các chủ tài khoản vi phạm, trong khi lợi ích mà họ thu được từ các hành vi vi phạm này rất lớn. Do vậy, cơ quan chức năng có thể xem xét tăng mức trách nhiệm, tạm đình chỉ hoạt động của các tài khoản mạng xã hội trong quá trình xử lý để ngăn chặn vi phạm tiếp diễn và cấm tài khoản vi phạm, cấm đối tượng vi phạm mở tài khoản mạng xã hội mới. Sự cỡ thuộc quá mức của bản sắc Việt, ca khúc Farewell của hai rapper Kim và Khâu Di đang hiện diện trong danh sách thịnh hành âm nhạc vì khán giả phản ứng vì có pha bình nhạy cảm. Nhiều khán giả giật mình khi phần lyrics ta từ của sản phẩm Farewell có nhiều nội dung gợi dục như áo hay giày vuông lên số ta, nàng vội lại gần sát thêm. Em nói em hay, nằm lên giường cho chân bắt lên vai, kéo rèm lại sát đến em, đoán xem. Lần này ai sẽ làm quyết định, khóa phòng rồi khóa môi em, nóng lòng được mở khóa bên trong. Mai chân em không thể bước, sợ hết mọi bức tường khoảng cách chỉ có làn da này thân mật. Hai cựu thí sinh rất biệt không gắn nhãn 18 cọc cho ca khúc và không trùng lập thành báo. Tại sao cứ âm nhạc gợi dục như thế này lại nhanh nhàn trên YouTube? Một khán giả hát nói thẳng, vẫn không hiểu sao thể loại nhạc như thế này vẫn được bùng hồ. Về lẽ tục tiếu, bất chấp những góp ý phê phán từ cộng đồng, cho thấy tư tưởng của nghệ sĩ lệch lạc, họ không xứng đáng được gọi là nghệ sĩ. Những bản nhạc này cần tẩy chay, tránh ảnh hưởng đến giới trẻ. Không phải lần đầu, ca khúc và sự góp mặt của Tim bị phản ứng vì nội dung nhạy cảm. Trước đó, nữ rapper gây bức xúc vì sản phẩm gậy in dấu của em ơi. Ngay từ tiêu đề ca khúc, F9 dùng từ đệ đã bị chỉ trích. Áp từ của sản phẩm này bị đánh giá vô nghĩa và gợi dục. Chưa hết, loạt phong hình viên mặc đồ gen, tạo dáng trong bồn tắm cũng được dân mạng mổ xẻ. Giọng ca như lúc đó có thể dễ dàng giải quyết vấn đề bằng việc dán nhãn 18 cộng cho sản phẩm nếu có nội dung, tình ảnh nhạy cảm, đồng thời cảnh báo khán giả ngay từ khi video bắt đầu. Xong, cho đến Twitter, tin lại thoải mái đưa từ âm nhạc tranh cãi đến mọi đối tượng khán giả trên YouTube. Kể từ rất biệt vừa một, tin phủ sáng thành hiện tượng Gen Z của nhạc Việt. Nữ rapper có nhiều sản phẩm tạo tiếng tăm, đặc biệt là nếu lúc đó. Xong, đời tư của tin phức tạp, nhiều lần cố thành đề tài gây tranh luận trên mạng. Một năm qua, tin liên tục bị khán giả lên án vì đăng ảnh nhạy cảm. Xong, nữ rapper vẫn phớt lờ, hết lần này đến lần khác khiến khán giả phải lên tiếng bức xúc.